Kính chào quý vị và các bạn. Mưa nhỏ rải rác ở miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh vẫn diễn ra đến ngày mai. Dự báo đến Tết Ông Công Ông Táo, tức là vào thứ Sáu, thứ Bảy tuần này, nhiệt độ sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 28 độ. Quý vị sẽ cảm giác hơi nóng về trưa và chiều. Còn về đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 16 cho đến 20 độ. Với sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn như vậy, thì quý vị cần chú ý chọn những trang phục phù hợp và uống nước đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Các tỉnh còn lại ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào, thời tiết những ngày tới chủ đạo là tạnh ráo, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 23 cho đến 27 độ. Riêng Phan Thiết, 29 độ. Khu vực Tây Nguyên cũng tạnh ráo, ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 25 cho đến 28 độ. Riêng về đêm, quý vị cần khoác cho mình thêm áo ấm bởi một số nơi dưới 18 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, ngày mai thời tiết chủ đạo là nắng, nhiệt độ cũng có tăng so với ngày hôm qua, nhưng vẫn cảm giác mát mẻ với nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến là từ 25 cho đến 31 độ. Tuy nhiên, cần chú ý chiều tối và đêm sẽ có mưa dông vài nơi. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ 18 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ 18 đến 25 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ 18 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ 17 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.